Anh ấy là niềm tự hào cho đất nước. Cảm ơn anh, người đã đưa thể thao của nước nhà lên bản đồ thể thao của thế giới. Một con người giàu lòng nhân ái. Phát súng anh bắn ra là xuất phát từ trái tim của anh. Tuyệt vời.